vì sao này thiện hiện vì các pháp như thế đều không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ vì sao này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ không tư duy thì đó là tùy niệm phật lại nữa thiện hiện đại bồ tát chẳng nên dựa vào pháp duyên khỏi để tư duy như lai ứng tránh đẳng giác vì sao? Này thiện hiện vì Pháp duyên khởi hoàn toàn không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên tu tùy niệm Phật như thế. Nếu tu tùy niệm Phật như thế thì đó là Đại Bồ Tát làm việc theo thứ bậc tu hành học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, cũng có thể viên mãn bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể viên mãn sơ tịnh lự, cũng có thể viên mãn đệ nhị đệ tam đệ tứ tịnh lự có thể viên mãn từ vô lượng cũng có thể viên mãn bi hỉ xả vô lượng có thể viên mãn định không vô biên xứ cũng có thể viên mãn định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể viên mãn tám giải thoát cũng có thể viên mãn tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni có thể viên mãn bố thí ba

cũng có thể viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể viên mãn pháp không nội cũng có thể viên mãn pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không 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 tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Có thể viên mãn trơn như, cũng có thể viên mãn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Có thể viên mãn năm loại mắt, cũng có thể viên mãn sáu phép thần thông, có thể viên mãn mười lực Phật, cũng có thể viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể viên mãn đại từ, cũng có thể viên mãn đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể viên mãn pháp không quên mất, cũng có thể viên mãn tánh luôn luôn xả, có thể viên mãn trí nhất thiết, cũng có thể viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện đại bồ tát ấy vì dùng phương tiện thiện xảo lấy vô tánh làm tự tánh nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh trong ấy không có tưởng cũng không không có tưởng này thiện hiện đại bồ tát nên tu tùy niệm Phật như thế nghĩa là trong đó còn không có chút nhớ nghĩ huống là có chút nhớ nghĩ Phật hết quyển thứ 372